Hello, mến chào tất cả quý vị và anh chị em. Hôm nay là trở lại đầu tuần thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022. À, mình xin tóm lược bản tin hôm nay. Thì à, hôm nay là 12 giờ đã qua rồi. Để ở San Jose sẽ có một cái cuộc họp của hội đồng thành phố và thị trưởng để tổ chức có thể là tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để à, tổ ch cho hai cái ứng cử viên. À, hội đồng thành phố khu vực 8 và khu vực 10 thì hai người đó đương nhiệm là ủy viên hội đồng thành phố một người để lên thị trưởng và một người đi làm giám sát viên thành ra mình vẫn kêu gọi đồng bào đó thì bây giờ đã qua rồi mình có làm một hôm đó nó được đông đủ để ủng hộ rồi mình có thể là có thêm một nghị viên nữa thay vì ông biên đoàn chỉ có một nghị viên đó là cái tình hình ở bắc california mình đặc biệt là thành phố san jose sau đây mình xin lời vào bản tin chính thức hôm nay là các nhân viên biên phòng hiện nay để chuẩn bị đối phó một cái nạn di dân ồ ạt sau khi mà cái thái độ 42 chấm dứt trước cái ngày chủ trước ngày lễ giáng sinh bốn ngày đó một thẩm phán đã ra lệnh là ngày 16 tháng 11 đó là đã cho ông Joe Biden chấm dứt thời hạn cái thái độ 42 đó với cái tiêu đề 42 đó À, thì là tổng thống trump hồi xưa đó là đã để xét những cái tiêu chuẩn với người đó có thể đến mỹ với cái tiêu chuẩn tị nạn hay không à, trước khi vào nước mỹ thì phải ở trở lại mỹ tây Cơ để chờ đợi nhưng mà bây giờ là nó sẽ bị xóa à, trước khi định cư ở mỹ thì được đi vô hay không đó thì trở lại nhưng à, những cái đặc vụ bây hiện nay thì họ đã rời xa những cái biên giới chuẩn bị để rời xa những cái biên giới mỹ và mỹ À, vì những người di dân lậu đó họ tràn vào rất là đông sau khi mà cái cái luật 42 của tổng thống Trump bị hủy bỏ để tránh những cái vụ kiện của chính phủ liên bang và những cái cá nhân đó để tránh né đi à, những người những người di dân á sẽ ở lại nước Mỹ và không được quyền trả họ về Mỹ Tây Cơ như trước nữa cái tiêu đề 42 sẽ bị vỡ nghĩa là một cái cân đặc bị vỡ vậy đó là một cơn lũ của người di dân sẽ tràn vào nước Mỹ hiện nay thì họ đang tràn về đặc biệt là những nước Nam Mỹ và khắp nơi trên thế giới nữa mà đặc biệt là những nước Nam Mỹ những cơ quan hải quan cô bắt buộc phải thả ra hết tất cả những người di dân lậu đã bị bắt và không được giữ cái quyền mà giữ họ lại nữa đó là tự do tràn giao. À, đó là một cái điều tin xấu cho cái nền an ninh của nước Mỹ hiện nay thì mình à, có ý kiến thì nếu mà người Việt Nam mình mà ở bên Việt Nam mình có nghe cái nghe À, cái bản tin này đó thì ồ ạt à, đi mua giấy máy bay đi về Mỹ tây cơ và bắt đầu tràn qua nước mỹ thì cũng được hưởng giống như những người kia mà thôi đó là cái lợi dụng thời cơ để tràn vào nước mỹ để có thêm người việt nam đây là cái tin tốt cho những người việt nam mà muốn rời đất nước việt nam mà có tiền thì cứ mua giấy máy bay qua Mỹ rồi bắt đầu đi tới đó còn một số tiền nữa để mà đóng góp hối lộ hoặc là đóng góp cho ra những cái băng đảng đó để nó đưa qua nhưng mà cũng rất nguy hiểm nha mình nói là nói vậy nhưng mà đi qua vậy cũng rất là nguy hiểm nhiều người cũng bị chết và yeah. trên 400 công ty và hãng cái nhóm đã yêu cầu quốc hội mỹ chặn những cái nhân viên hỏa xa chứ xe lửa đó đình công sẽ đình công đó vì sẽ bị đình trệ những cái chiên chở sản phẩm cho người dân mỹ tiêu dùng cái giá bán đấy sẽ gia tăng, khó cho người dân Mỹ sẽ mất nhiều tiền hơn để mua. Mỗi một ngày mà cái những người mà làm cho hỏa xa đó mà đình công thì nước Mỹ mất 2 tỷ đô la cho mỗi ngày. À nhất là thiếu cái thực phẩm cho cái người dân Mỹ. À sau khi mà thương lượng hợp đồng những người công nhân hỏa xa và cả của lao động đại diện đó và là những cái công ty hỏa xa thì đã không có thành công. À, cái số lượng mà di chuyển đồ đạc đó à, thì là khoảng 30% về quả xa và mỗi ngày người dân Mỹ dùng là 7 triệu người cái xe hỏa xe lửa này để đi tới đi lui những công việc thuận lợi cho họ đó là cái ảnh hưởng lớn nhưng mà ông Joe Biden lúc trước tranh cử thì ông hứa ông sẽ dàn xếp những vụ này nhưng mà bây giờ đến giờ này thì ông nói là ông nói ngược lại là ông không có dính dáng về mấy cái vụ này và đây là một cái vụ rất là lớn à, Cháu ruột của giáo chủ Eran bị bắt sau khi kêu gọi thế giới không ban giao với Eran là tà quyền đó. Giáo chủ Aletola Khamenei, cháu con ta gọi là tên là Marakani, kêu gọi thế giới chống lại tà quyền. Tà quyền Eran hiện nay là chủ trương tàn ác, giết trẻ em vô tội và những người chống lại chế độ. Đây là quỷ dữ. Điết người đó là người cháu của <laughs> cháu chủ cái người lãnh đạo mà lớn nhất đó, thì bây giờ đã bị bắt rồi cháu ruột của ông ta bây giờ cũng biết e là ra cái hình lệnh mà những người đi biểu tình đó là sẽ bị bắn chết à, vì chống lại cái lệnh của à, thiết bề trên đó mà nóng trời đạo hồi mà nóng không, không có biết cái rành lắm của thượng đế đây mà nói về thượng lệ nếu mà cháu đi biểu tình chống cái, cái tà quyền của Iran là chống lại thượng đế À, liên hiệp quốc hội đồng bảo hội đồng nhân quyền đó cũng lên án à, cái tà quyền iran đàn áp người dân biểu tình và điều tra về đàn áp từ à, cái lúc mà cái người và nữ đó phụ nữ 22 tuổi mà bị giết ở trong cái trại tù tên là masa amini bị giết trong cái trại tù gọi là cái trại tù cảnh sát đạo đức à, cái phiếu bầu của liên hiệp quốc bầu là 25 nước thuận ủng hộ và sáu nước chống trong đó thì có cuba Pakistan, Venezuela, America và Aritia Mấy cái nước này mình chưa biết và cộng đó thì có tàu cộng là chính. Mình không nghe thấy Việt Nam chống ở trong này. À, thì những nước độc tài thì nó bảo vệ. Quý vị cũng biết trong cái mấy ngày vừa qua cuối tuần là bên uh, tàu đó biểu tình khắp mọi nơi. Tạm cả mình đang bị uh, dân chúng chống đối sau khi uh, vừa tái lại cái chức vụ cũ của ông ta à, vì ông ta dùng cái chính sách dịch cúm cũng là không có bệnh cúm tàu đó để cai trị và khống chế người dân tàu buộc những người dân tàu đó rất là bực tức đói, không có đồ ăn luôn đây là cái cuộc biểu tình lớn nhất sau khi cái vụ Thiên An Môn từ xưa đó và hiện nay thì có những người đó lúc đầu thì ôn hòa và sau đó có những cái khẩu hiệu là kêu tạm cậm mình phải từ chức và lật đổ luôn cái đảng cộng sản tuy nhiên à, những người bệnh lai bệnh luận gia về chính trị đó này nọ thì nói là không có thể lật đổ được tại vì à, tà quyền của tàu cộng à, họ có đủ đầy đủ phương tiện để đàn áp cả và tà quyền cũng xác định là vẫn tiếp tục cái lệnh cấm à, những người phong tỏa người dân đó về cái bệnh dịch tiếp tục không có những bộ gì cả và người dân có nhiều nơi đã nổi lên biểu tình đặc biệt là trong 3 ngày vừa qua cuối tuần Bắc Kinh Thượng Hải Tô Châu rồi Vũ Hán rồi rất là nhiều nơi cái quận hạt Maricopa à, là sẽ xác nhận bầu cử ngày hôm nay mình đang nói chuyện đây mà mình cứ nghe tin tức chưa xác nhận hay không và cái vấn đề mà cái ghế thống đốc đó. bác bỏ là đảng cộng hòa có cái bầu cử à, mà những cái phòng phiếu mà trục trặc đó là trước cái quyền bầu cử của cử tri của, của quận hạt Maricopa ông Bill Gates là Bill Gates không phải là Bill Gates của Microsoft nha Bill Gates là chủ tịch hội đồng giám sát đảng cộng hòa à, ông nói cái bầu cử ở quận hạt Maricopa là đúng luật theo cái tiểu bang Arizona không có gì sai cái cả khi ông trả lời dưới lại tổng trưởng lý là của Arizona Arizona cái quận hạt của Maricopa ông là chủ tịch ông trả lời cho tổng trưởng lý của tiểu bang Arizona là Abi Marada là cái vấn đề đó là có trục trặc những cái phòng phiếu trong 43 tính đến 63 cái phòng phiếu đã bị trở ngại tổng số trong cái quận hạt Maricopa là có 2323 23 cái phòng phiếu tổng cộng là 31 phòng phiếu đã bị trở ngại khi người dân đến đã bầu bầu không được và bỏ đi về và bỏ cái cái họ kêu bỏ cái phiếu đó vô cái cái cửa sổ thứ ba đó là cái cửa sổ thứ ba nó không có đến đầy đủ tổng thống Trump lên án bộ Tư pháp tham nhũng quyền lạm dụng quyền hạn đưa công tố viên điều tra là ông Jack Smith là một vũ khí chính trị. Ông ta không có trung lập và trung dung vì Jack Smith và vợ ông ta cho nên ông ta là kẻ thù ông thù ông trump và đã liên hệ lúc trước đã có sự liên hệ với cơ quan thế vụ của Hoa Kỳ để hãm hại, theo dõi, làm khó những cái người nào ủng hộ cho những người đảng Cộng hòa mà bảo thủ. Nó coi trong cái hồ sơ thuế là nó sẽ làm khó dễ có thể là nó audit giấy tờ. À, thuế má đó là cái quá khứ đã không được tốt nhưng mà đưa đi làm một công tố viên và cùng là có một cái chính kiến chính trị đó là dùng cái vũ khí đó để mà hãm hại những cái người mà bên đảng cộng hòa đặc biệt là ông tổng thống trump à, tổng thống trump cũng tuyên bố đây là cái vụ tham nhũng và thối nát nhất của lịch sử hoa kỳ Dân biểu Ronnie Jackson Đảng Cộng hòa đã đã uh, tuyên bố là sẽ đàn hạt ông bộ trưởng nội an Majocas vì ông ta uh, không có bảo vệ được nước Mỹ khi ông ta tuyên thệ nhậm chức để bảo vệ nước Mỹ. Tuy nhiên hiện nay quý vị cũng biết tất cả những cái biên giới phía nam của Mỹ uh, và mễ Cơ đã bị mở rộng uh, để tràn qua chưa tới 2 năm mà cái số lượng người lên trên 5 triệu là những người có bằng chứng còn những người mà không có bằng chứng nữa mà không có không bắt được đó, thì nó rất là nhiều ông ta không giữ đúng cái lời thề là cũng đã tuyên bố ông ta phải từ chức nếu không sẽ bị đề hạt nhưng mà ông ta vẫn cố đầu ngon ngon cố là tiếp tục ngồi cái ghế đó mà để làm cái công việc này thì thật sự ra thì đàn là ông này thì đâu có nghĩa lý gì ông này là một cái con cái cánh tay nối dài của cái ông cho, vô bảy đằng thôi chứ đâu có khác gì đâu ông kia biểu sao ông này làm vậy thôi rồi có đàn ông này cũng như là cái thân thể không có làm việc <laughs> cái, cái, cái 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 cái, thân thể thì không đang không có đàn hạch mà đàn hạch cái bàn tay cái ngón tay thôi điều đó cũng không có tác dụng gì cả ông này cả xuống thì đưa lên cũng tiếp nối cái danh sách đó thôi đâu có gì đâu mà không biết đảng cộng hòa thì nói như vậy và ngày hôm qua là ngày đầu tiên giáo hội Phật giáo Quốc Doanh của Đảng Cộng sản Việt Nam họp đại hội để mà đưa những người đó tiếp tục cai trị mình sẽ làm một cái video đặc biệt đó và mình có đưa những cái bằng chứng của nó để mình đưa lên nó rất là dài nhưng mình sẽ tóm tắt lại thôi trong cái video sau có thể là ngày hôm nay sẽ xong cái cái giáo hội Phật giáo Quốc Doanh tại sao mình kêu Quốc Doanh là trong cái cuộc đại hội Phật giáo đó của nó thì nó là bốn năm một lần thì trong cái tiêu đề là đạo phật phật giáo là xã hội chủ nghĩa và có để cái tượng hình chùa chí minh và cờ cờ máu ở ngang hàng với đức phật luôn ở trong cái đại hội đó và quý vị sẽ nhìn vô những cái vị mà ma tăng đó thì quý vị vô thì có thằng nguyễn sư phúc đó, trong đó nữa thì quý vị coi ma tăng đó, thì mình thấy cũng rất là lạ nha À, mấy người tu ở nước khác thì nó khác ở việt nam thì ma tăng thì cái mặt béo phì ra mà nó nói trăm phần trăm nhưng mà nó là trên 90% tên nào cũng bụng phệ và cái mặt rất là béo phì không thua gì cái những cái tên mà cầm đầu có đảng cộng sản đây là một cái công cụ để phá hoại đạo phật quỷ hoại đạo phật giống như phật đã nói những người mà để nhân danh đạo phật để quỷ hoại đạo phật thì hiện nay đảng cộng sản việt nam đã dựng lên một cái giáo hội quốc danh để quỷ hoại đạo phật và quỷ là đàn áp những cái người nào mà không tham gia vào cái băng đảng của đảng cộng sản để quỷ hoại đạo phật dùng tôn giáo uh, của phật giáo đó để mà uh, cai trị người dân thì đây là nó rộ nguyên hình hết đó, đó quý vị cũng thấy là cái hình ảnh nó đại hội đại uh, biểu phật giáo uh, lần thứ đó 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 trên nó có là giáo giáo, giáo hội phật giáo việt nam đó là phụng sự cho cái giáo xã hội chủ nghĩa ở đây cái hình của hồ chí minh đây À, thì hình, hình tượng của Hồ Chí Minh đây à, cũng để lên và những cái tên sư ma tăng này cũng rất là đông hiện nay thì nó có khoảng là trong cái bài báo cáo đó nó trên khoảng 500.000 đại là ma tăng nó đã đã huấn luyện xong và còn một số rất là đông nó nó giao đeo lên cái thành tích đó và nó xác nhận là được cái quy chương lao động hạng nhất của đảng cộng sản Việt Nam đã ban thưởng cho giáo hội Phật giáo, giáo, giáo quốc danh hiện nay là tên tên mà cầm đầu cái giáo hội Phật giáo hội quốc danh là tên thích trí quảng đã thế tên một cái giáo chủ chết rồi đó thì thích trí quảng đã đi lên đó, thì đó là cái tên đầu cầm đầu và một cái băng đảng nó ngồi lên trên đó quý vị sẽ coi cái video mình làm tiếp tục đó cho quý vị, chị quý vị chị xem coi à, bộ quốc phòng Hoa Kỳ à, lên tiếng là cái ngân sách uh, cho bộ quốc phòng đó nó sẽ chấp dứt uh, là ngày 16 tháng 12 2022 uh, ông bộ trưởng quốc phòng uh, Lloyd Austin ông đã gửi thư đến cho lưỡng đảng ở trong quốc hội hoa kỳ yêu cầu tiếp tục uh, cấp cung cấp ngân quỹ cho quốc phòng nếu mà đình trệ lại cái ngân quỹ quốc phòng sẽ sẽ hại đến cái quân đội của hoa kỳ uh, thì mình nghĩ đây cũng sẽ thông qua thôi ông ta chỉ nói vậy thôi chứ không thể nào định chỉ cái vấn đề này nữa. Cả hai đảng đều Mình nghĩ cũng sẽ đồng thuận mà thôi Đó là cái lời đưa ra cảnh cáo Cho lưỡng đảng à, Quốc hội Hoa Kỳ à, Sau khi ông Alamos làm chủ Twitter Là cái à, cho hồi phục lại Những cái người mà bảo thủ Đặc biệt là bên đảng Cộng Hòa Những cái cao đó trở lại Thì nhiều người Mỹ đã ghi tên Để theo follow Theo những cái à, cao của những người của đảng Cộng Hòa hơn đảng dân chủ 3 phần tư đó, tất nhiên là ba lần đảng dân chủ trước một lần và đảng dân chủ đã bị mất những cái người ủng hộ ghi tên uh, thêm vào những các cao của những cái người đó à, cái tin này nó đưa ra từ washington post nó thống kê lại thì không biết nó thống kê cách nào ví dụ như những cái tài cái ác khao của đảng dân chủ uh, như là bà, bà uh, elizabeth warren adam schiff bernie sanders đã mất khoảng 100 trăm người đã rút khỏi cái cao cái cái tài cái cao của những người đó không có follow nữa và cái đảng cộng hòa thí dụ như bà Majority Taylor Green Jim Jordan lại tăng thêm 300.000 ghi tên để follow cho những người này. Đây là một cái thắng lợi trong Twitter khi đây thay đổi chủ nhân từ ông Adam Schiff, à, à, quên ông ông à, Elon Musk thì bên phía bên thiên tả họ đã bị mất cái sự ủng hộ lúc trước thì họ được rất là ưu tiên nay thì những người đi theo những người đảng cộng hòa nhiều hơn đây là mạng lưới nhân quyền của Việt Nam đã tổ chức hai mươi mấy năm thì có à, trong cuối tuần vừa qua thì có cái sự lộn xộn của ông Ngô Kỷ ở Nam California mình khỏi biết khỏi nhắc thì quý vị nếu mà thà, những người mà tham gia chính trị đều biết ông Ngô Kỷ là ai và đang lục đục với ông uh, hai cái, cái ông hoàng ngô kỷ ủng hộ ông tạ đức trí và ông charlie chí mạnh và cái ủy ban tổ mạng lưới nhân quyền lý do là ông ngô kỷ nêu lên là mạng lưới nhân quyền là không có làm chính trị thành ra đồng thời để bà kim ly hồ ông tạ đức trí mời bà kim ly hồ đứng chung thành ra là ông ta bất mãn ông ta sẽ không có tiếp tục để mà tổ chức là một cái cuộc trút phế của bà kim ly hồ tại vì là kẻ thù với nhau tại sao mà đứng như vậy thì đó là một cái sự Uh, mâu thuẫn giữa ông Tạ Đức Trí, Charlie Trí, Ủy ban Nhân quyền và ông Ngô Kỷ thì trên này thì uh, mình cũng nghe như vậy. Uh, thì có hai bên cũng là nói qua nói lại tuy nhiên theo cá nhân mình. Ha, đây là cái cá nhân mình nhận định có thể đúng hay sai để mình nói ra cho Mạng lưới nhân quyền tổ chức ra cái mục tiêu là không tham gia chính trị. Tất nhiên là người ta có thể hiểu lầm là không có tham gia làm cái chính dáng cái chính trị nhưng mà không có tham gia để ủng hộ những đảng phái chính trị nào ở nước Mỹ đó là cái luật bắt buộc của chính phủ Hoa Kỳ khi mà tổ chức ra một cái 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 cái, cái bắt vụ lợi nào thì cũng phải bị ràng buộc theo cái luật lệ Hoa Kỳ để chi để được hưởng những cái cái phân thứ nhất là những cái tiền mà chính phủ sẽ đài trọ cho họ cho những cái tổ chức đó họ có quyền phát biểu ý kiến À, về chính trị nhưng mà không ủng hộ về cá nhân nào hoặc không được ra tham dự trực tiếp chính trị đó là cái mục tiêu nhưng một số một số người hiểu lầm tổ chức nhân quyền à, của Việt Nam thành lập ra là chỉ có mục tiêu ủng hộ những người đấu tranh hoặc là những người dân trong nước đã bị Cộng sản Việt Nam đàn áp để đại diện cho họ có tiếng nói để đưa lên những người chính giới của Hoa Kỳ và thế giới để lên tiếng ủng hộ để mà cản trở một chút đỉnh thôi cho nhà Cộng viện Việt Nam nó không nó giảm bớt cái sự đàn áp được có về chừng lại chứ không có cản trở nó được đó là cái mục tiêu chính và đồng thời cũng hỗ trợ một số ít tài chính nhỏ nhoi cho những người đã hy sinh để mà đi lại cái đường lối mà muốn có Việt Nam mà dân chủ tự do họ ủng hộ một cách ôn hòa đó là cái cái đường lối của nhân của bạn lưới nhân quyền là như vậy không có gì hơn cả à, chứ không bạn lưới sống quyền không có được ra tranh cử trực tiếp hoặc là ủng hộ một cá nhân nào mà làm chính trị ở nước Mỹ để ra tranh cử để ủng hộ hoặc là trong cái cuộc những cái cuộc biểu tình nào đó mà về chính trị để ủng hộ về chính trị một bên nào thì không có được tham dự nếu mà tham dự sẽ mất tất cả những quyền lợi đó và tổ chức nhân quyền có thể hưởng được vài triệu đô la à, cái đây là thông mình nghe mà chưa thấy tiền nhưng mà mình có nghe là có thể hưởng được vài triệu đô la để dùng vài triệu đô la đó để ủng hộ cho những người đấu tranh trong nước thay vì à, kêu gọi đồng hương của mình để đóng góp để ủng hộ thì nó À, cũng tốt thôi nhưng mà bây giờ nó có cái 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 như vậy thì cũng tốt Và cái mạng lưới nhân viên thì cũng một cái tổ chức họ làm Cũng có một số hiệu quả nhất định Không phải là nhiều lắm nhưng mà có những hậu quả nhất định Có những thành quả nhất định đạt được à, Để đưa một số người về mà bị dị cộng đàn áp Để đi qua nước Mỹ và cũng giúp đỡ họ Đó là cái mục tiêu à, Nhưng mà ông Ngô Kỳ thì mình là không có lạ gì ông ta à, Nếu mà những người nào ông có cái lập trường Ông ta là một người lên tiếng rất là mạnh mẽ Ông ta không có sợ gì cả Nhưng mà nếu mà người nào mà không thuận theo cái ý của ông ta Thì ông ta sẽ coi người đó là địch thôi Ông ta không cần suy nghĩ gì cả Thí dụ như ông ta gì, Mình nghĩ gì cá nhân ông ngô kỹ Ông bất mãn không có gì mạng lưới nhân Vì ông kẹp cho đó thôi Nhưng mà chính là tại vì ông muốn buộc ông tạ đức tí tại sao mà lại mời bà kim Ly hồ để đứng lên trong cái mạng lưới nhân quyền đứng lên cái sân khấu chung như vậy đó là ông bực tức mà thôi đó là cái chính sau đó ông lôi vô cái mạng lưới nhân quyền luôn ông Ngô kỹ ông thừa biết là mạng lưới nhân quyền từ xưa tới nay cái mục đích đã làm gì rồi à, họ làm một cái, được một cái số um, công việc nào rất nó rất là hạn chế nó có hiệu quả nhưng mà hạn chế thôi chứ không phải là uh, họ có cái quyền hạn gì cả thì đó là cái ý kiến của mình thôi à, ông Ngô Kỷ thì mình nói à, cái tánh của ông ta đó thì ông ta nếu mà người nào mà thuận ông ta thì chết à, mà mà sống mà chống ông ta thì ông ta chơi, diệt thôi đó là cái mục tiêu của ông ta phía Việt Nam mình có gọi có thể nói là là khi mà đạp cước thì phải chặt chân đó nó tóm lại là cái tánh ông Ngô Kỷ là vậy đó à, cảm ơn tất cả phía em đã bỏ thì giờ vào cái diễn đàn hôm nay giờ mình sẽ làm một cái video đặc biệt về à, đại hội ma tăng ở Việt Nam như thế nào thì mình chỉ làm một phần thôi nhưng mà nó rất là dài đại hội nó kéo rất là dài mình không có thể làm hết tóm tắt cái nội dung mà thôi trong cái ngày hôm nay trễ lắm là ngày mai mời quý anh chị để mà vào diễn đàn để theo dõi cái đại hội ma tăng của Việt Cộng mục đích của nó là gì tạm biệt quý vị anh chị em và cảm ơn tất cả anh chị em đã bỏ thì giờ vào diễn đàn hôm nay À, trước khi mình rời trên đền, mình cảm ơn xin trần à, Kim Long, à, chúc sức khỏe Kim Long mạnh mắn, Megan vi làm. Oh, OK, ở đang ở, mình hay Megan ở ở bên Hawaii hả? À. Megan chắc có phải là bên ấy không? thu không? Cảm ơn. Bạn tin OK, tạm biệt.